Xin chào cả nhà. Hôm nay là mình sẽ bắt đầu đi mua một miếng đất. Sau đó là mình sẽ xây cái nhà. Thì ở đây nó có cái miếng đất ở đây nó bán 1.5 acre mà nó bán 250.000 đô la Mỹ. Thì cái vùng Nashville này, bên tiểu bang Tennessee này, cái đất này nó mắc lắm đó cả nhà. Thì một miếng đất mà 1.5 acre này á, đúng ra là nó phải trị giá khoảng chừng 400.000 đô la Mỹ. Tại vì gần đó 5 phút đó nó có một miếng đất có 1 acre thôi mà nó bán 400.000, dễ sợ vậy đó. Mà miếng đất này thì nó bán 250.000 đô la Mỹ, nó rẻ. Tại sao rẻ hơn miếng đất mà 1 acre bên kia là 400.000? Tại vì miếng đất này ở trên đây nó có cái mobile home đó, nó gọi Mỹ nó gọi là manufactured house. Cái miếng đất này thì nó không có nằm trong HOA đó, cho nên là mình muốn mua là mình xây cái nhà, mình xây nhà cho cô thư ký mình nha. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi coi miếng đất đó như thế nào. Rồi bây giờ đây bước bước khởi đầu thôi, mình đi mua miếng đất thôi. Ở vùng Nashville này đất đai nhà cửa lên ghê lắm. Thôi bây giờ mình đi cả nhà. Đó, hôm nay mình đi coi đất mình mua nhà nè. Ở đây đất thì mắc lắm. Ở đây khu này là cái giống như là đây là mobile home không à. Giờ cái nhiều nhà người ta mua vào hôm người ta bán á, nó bán cái gì mình mua đất xong rồi mình xây nhà lên thôi. Ở đây có cái đất này này nó bán này. Tập đây coi. Miếng đất này là 1.5 acre nè. Nó đang để nó bán này nè. Chạy dài xuống dưới đây. Ở trên đó nó có cái nhà trailer. Đó. Nó đang bán. Đất đang dạng rộng 1.5 acre nè. Ở miếng đất nó rộng chưa? 250.000 nó bán mắc vậy. Miếng đất không. Cái nhà đó là mình đâu có, nếu mà mình giữ lại mình cho mướn cũng được mà. Thôi, đập phá sập thôi. Đó, đây là miếng đất mình mua 1.5 acre đó cả nhà. Đó, bữa mình đi coi đó, nó đòi 250 á, 250.000. Đó, mai mốt là mình sẽ ban này cho nó lại lên tí xíu. Ở trên này thì nó có đường đi lên nè. Hai cả nhà thấy không? Đó, cho cả nhà coi á. Bây giờ là ở đây cái đến đối này thì nó có cái nhà mobile home hoặc là Mỹ nó gọi là manufactured house. Đó, bây giờ mình sẽ rảnh là mình sẽ cắt mấy cây đi nè. Nó sẽ cho người xuống. Đó, làm sập cái đó đi, lấy đó đi, lấy hết. Xong mình develop cái đất này để mình chuẩn bị xây nhà đây nè. Đó, đây là miếng đất của mình đó cả nhà. 1.5 acre đó. Cái này là cái giếng nè. À, cái giếng mà giếng giờ không có nước cho nên đóng lại. Đó, đây là đường của mình đây đi. Đó, đất ở bên đó là nhà của người ta. Ở đây cái nhà này cũng phải là 170 mấy giờ, 1970 mấy giờ. Đằng sau này có chỗ mình nghĩ chắc nuôi thú là nuôi gà hay gì quá, mình thấy nó có cái giống cái lưới gà vậy đó. Còn đất của mình đó nó chạy dài bên kia kìa, chạy tí ra phía sau rộng lắm, tí bên kia luôn. Rồi đó, cái chỗ này là cái đó, cái chỗ này họ sẽ chắc mình nghĩ họ gà quá, họ nuôi gà. Mình thấy cái lưới gà đây nè. Đó, mai mốt mình đây mình nuôi gà cũng được nè. Đó. Cái chỗ đó nhà đó. Nhà mình nó ra tới cái mép kia lận mà chạy dài sâu. Dưới đó đó mà. Là mình phải dọn dẹp hay mình phải ủi sập cái nhà này rồi mình phải làm lại đất lại. Mình nghĩ dự đoán này còn chừng 30.000. Mấy cây này phải mua đồ mình cắt xuống quá. Đó, nhà đó. Nhà này chắc mình ghi chắc là đời năm 1970 mấy, 8 mấy rồi quá. Chắc mấy chục năm rồi. Cái này cái mobile home nè. Rồi, nhìn vô mình xem coi. Wow, nó dần dần sạch sẽ ha nè. Ở đây có cái phòng này nè. Rồi, trời. Này là đầu tiên mình vô đây mình coi trời. Ở đây cái closet của nó đây. À.
cái ở này là cái phần tắm đó, cũng có bộ hôn đó, cái phòng living room đó, living room của nó đây nè. Wow. À, nó có tủ lạnh đây nữa. Ừ, nó clean up hết rồi, clean up hết đây rồi. À, phòng bếp. Ừ. Rồi, đây phòng ngủ nè, phòng ngủ đây nó có cái bathroom đấy hả? À, nó có ok, em thấy được. Cái cũng cũng nó bát phải không? Cái này em nghĩ được, nấy được không? Đó này là cái phòng nữa nè, nó có máy lạnh riêng của nó đây. Ừ. Ồ, nên nó bị lủng đây nè. Này ơi, có cái gì ghê trời. Đây nè. Chà, hay dài dài. Cái này nguy hiểm ạ. À. Đó. Đó là cái này, cái nhìn bên trong của cái bộ hộ, đây có cái phòng thế này. À, ở đây phòng, 4 phòng ngủ lận. Nhỏ xíu vậy thôi mà cái phòng ngủ nó còn bự hơn nhiều nhà lắm. Ừ. Rồi xem cái nhà này mình donate cho người, có ai coi lấy thì lấy không, không nếu không ai lấy thì mình phá thì mình demolish nó, mình đập bể đó. Rồi đó. Rồi. This is a new house. Đó, nhà này giờ đói ở đâu. Ở đây thì nó có cái golden mirror ở đây, hai cái golden mirror ở đây, cái sewer nó ở bên kia. Đó. Tức là cổng của thành phố đó, city đó. Đó bên này bên đây. Đó, đất của mình thì nó chạy dài đó. Dài đó luôn. Rộng lắm, 1.5 acre được mà. Rất rộng lắm. Người chặt mấy cây đi nè. Đó, nó chỉ có cái mobile home nào đó thôi. Rồi và bây giờ mình rất là vui, mình đã mua được miếng đất này, mặc dù rất là mắc nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ là trước tiên là mình sẽ đi kiếm công ty để cho nó gọi là demolition company, tức là công ty mà nó sẽ đập cái nhà này xuống, xong rồi nó dọn dẹp hết tất cả các cái mobile home này, dọn đi cho mình. Sau đó mình sẽ cắt mấy cây xuống, rồi mình sẽ phát triển cái miếng đất này lên để chuẩn bị bắt đầu đi kiếm kiến trúc sư để nó vẽ nhà theo ý của mình muốn á. Rồi sau đó là mình sẽ xin giấy phép của thành phố, của city á. Bắt đầu mình bắt đầu chuẩn bị cái dự đề án mà xây cái nhà mới theo cái cách mà mình thích. Thôi bây giờ mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Cả nhà nhớ bấm vào subscribe hay đăng ký kênh nha, để khỏi bỏ lỡ cái video clip lần tới khi mình chuẩn bị mình đập cái nhà mobile home này xuống và mình sẽ chuẩn bị phát triển cái đất này như thế nào để chuẩn bị xây nhà nha. Thôi cảm ơn các bạn đã rất nhiều. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần tới. Thank you.